À, xin giới thiệu mọi người, mẹ cháu quay cái chữ khách sạn Hoa Hồng. Khách sạn Hoa Hồng là của mẹ Hương cháu ha. Mẹ cháu hoạt động bữa nay là gần 20 năm rồi. Cho nên bây giờ nhà dưới Gò Vấp mẹ cháu bán nên mẹ cháu chuyển cả gia đình lên khách sạn Hoa Hồng ở. Khách sạn Hoa Hồng là nhà cháu thuê ha, cả nhà. Với giá cũng rất là rẻ. Đây mẹ cháu xin chia sẻ một điều tại sao khách sạn nhà cháu lại đặt tên là hoa hồng. Mỗi một mẹ cháu yêu yêu rất là yêu hoa hồng ha, tất cả các loài hoa mẹ cháu đều yêu nhưng mà mẹ cháu thích nhất là hoa hồng. Cho nên các con mẹ cháu hay đặt tên là loài hoa. Mọi người nếu mà trước đây á, mẹ cháu còn hoạt động khách sạn thì mỗi một phòng là có một bức tranh hoa hồng ha, hoa hồng vàng, hoa hồng đỏ, hoa hồng tím, tất cả các loại hoa hồng. Và một phòng mẹ cháu treo hai bức tranh, một bức tranh là hoa hồng, một bức tranh là hình ảnh của mẹ cháu. Ở đây không có ha, nhưng mà mẹ cháu hay cũng rất hay đăng hình ảnh trong phòng của mẹ cháu cho mọi người xem. Bây giờ chuẩn bị bước tiếp theo là bé thứ hai ha cả nhà. Ten 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 ten. À, bé này là bé mới ha cả nhà, mẹ cháu cũng chưa có đặt tên, xin mọi người đặt tên cho con ha. Mọi người có thấy con ngủ rất là an nhiên không ạ? Ngủ rất là thoải mái ha. Mẹ cháu mặc cho con một cái áo màu hồng, rồi mẹ cháu tắm xong rồi mẹ cháu để cho con một cái khăn lên bụng cho con khỏi giật mình ha. Con rất là bé này là sinh thiếu tháng thiếu ký ha cả nhà, nhưng bữa nay con phát triển cái má phụng phí nha, rồi con rất là đẹp ha, rất là đáng yêu, nhìn mặt rất là phúc hậu, nhìn bàn tay rất là đáng yêu, trán bồng trán rộng, mũi cao ha, cái miệng rất là đẹp. Đây, mẹ cháu chỉ quay cho mọi người ngắm nha, cái bàn chân nhỏ nhỏ xinh xinh này đó. Rất là đáng yêu ha, năm ngón chân. Ôi. Mọi người, mẹ cháu quay chừng có 5 phút thôi, mọi người ngắm từng em ha. Đây là bé gái mới mất, à bé gái mới nhất. Mẹ cháu quay lên để cho mọi người ngắm bé gái mới nhất ha cả nhà. Mọi người ngắm em nằm rất là an nhiên ha, rất là thoải mái. Trong phòng này hơn chục cháu nhưng mà không có tiếng khóc ha cả nhà. Các con tắm xong các con ngủ rất là bình yên. Một cái giường này bốn cháu ha, đây mẹ cháu quay từng cháu một. Con rất là trộm vía, con rất là si gái không phải cả nhà. Mẹ cháu có một cái gu là thích màu hồng, thích những màu nổi ha, màu hồng, màu trắng, màu đỏ, tất cả những màu nổi. Mẹ cháu thích cái gì cũng sặc sỡ, hoa không thích màu tối. Xin mọi người chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mẹ cháu để lấy kinh phí mua bỉm mua sữa. Cái thứ nhất á, mẹ cháu làm YouTuber để mọi người theo dõi, để cho tất cả những fan yêu quý mẹ con nhà cháu. Cho nên mẹ cháu quay lên đây để cho mọi người theo dõi ha. Mới lại thêm kinh phí để cho mẹ cháu mua bỉm sữa tã. Hàng tháng mẹ cháu lãnh được tiền của Google nó cũng không nhiều nhưng mà cũng đỡ phần nào rồi để mua bỉm tã ha cả nhà. Yêu lắm ạ. Đấy, vầng trán rất là cao lông mi rất là dài, mũi cao ha, mặt đẹp. Có nhiều người nói sao các con của mẹ Hương đứa nào cũng đẹp, cũng như mình trước hết á, những cháu mà thiếu cân thiếu ký thiếu tháng sinh non á, mình phải cố gắng mình chăm sóc sát sao, mình chăm sóc tích cực á. Rồi các con được chăm sóc tích cực, được uống sữa mẹ, cho nên các con rất là bụ bẫm. Nhân đây mẹ cháu cũng cảm ơn tất cả các bà mẹ với tất cả các ông bố đã gửi sữa mẹ đến cho mái ấm Hoa Hồng. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh. Xin mọi người ủng hộ.